hại cả gia đình ung thư chỉ bởi những cây hương bận thắp ngày Tết. Hương nhang là sản phẩm quen thuộc của mỗi gia đình Việt và thắp hương dâng lên ông bà tổ tiên là một nét văn hóa đẹp của Việt Nam. Ngành sản xuất hương luôn nhộn nhịp, đặc biệt là vào những dịp Tết, những loại hương có mùi thơm, có tàn cong luôn được nhiều người săn lùng bởi người ta cho rằng hương thắp xong nếu có tàn cong thì sẽ may mắn, có lộc nên được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, đã đến lúc bạn cần nhận thức rõ hơn về những loại hương này, đừng hại cả gia đình bởi những cây hương nhé. Ngày nay, vì lợi nhuận, những cây hương được tẩm ướp hóa chất tạo mùi không rõ nguồn gốc, xuất xứ và đây là những hóa chất cực độc hại. Những chất này tồn tại trong hương. Khi đốt sẽ sinh khí có tồn tại chất P2O5 tồn tại lâu trong không khí, tác động lên hệ hô hấp gây khó thở, ngứa mắt khi tác động lên giác mạc, thường xuyên sẽ làm mắt mờ, giảm thị lực và thậm chí có khả năng gây ung thư. Không chỉ vậy, ngày xưa, hương được làm từ các loại gỗ, rễ cây, rất ít khói khi thắp, có hương thơm dịu, sâu và thời gian cháy của hương rất lâu. Còn những loại hương ngày nay được tẩm ướp mùi thơm rất dễ gây mệt mỏi, căng thẳng, khói thường gây cay mắt và lại nhanh tàn. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến bạn chảy nước mắt, cay mắt khi một lượng hương nhiều được thắp trong phòng, khu vực có diện tích nhỏ, phòng kín. Về việc hương có tàn cong sau khi thắp, thực chất ngày nay được tạo ra bởi những loại hương được tẩm hóa chất, thông thường là axit phosphoric cùng vài chất khác. Những chất này khi đốt sẽ sinh ra chất độc kích thích đường hô hấp gây ho, chảy nước mắt. Hít quá thường xuyên có khả năng gây biến đổi tế bào gây dị sạn, loạn sản, có thể chuyển thành tế bào ung thư. Hơn nữa, chân hương ngày nay cũng bị tẩm hóa chất. Khi cắm vào thức ăn mang đi thờ cúng sẽ dẫn truyền vào thức ăn, tăng khả năng bị ngộ độc. Do đó, để tránh cả gia đình bị ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt trong những ngày Tết khi phải thắp hương nhiều, liên tục, bạn nên lưu ý. Tìm mua loại hương của những cơ sở uy tín, hương truyền thống. Không nên đốt quá nhiều hương cùng một lúc. Mở cửa thông thoáng khi thắp hương để không khí được đối lưu. Nếu hương bẩn cũng không luẩn quẩn trong phòng, gây hại cho người hít. Hạn chế để trẻ nhỏ tiếp xúc với hương, khói hương. Không nên thắp hương rồi bỏ ra ngoài để phòng nguy cơ cháy,